Hello, hello chị Ngô. Hôm nay là sinh nhật ha. Cũng như mọi năm ở phương xa, các bạn đã đến. Dù chỉ có hai người, hôm nay thêm một thành viên nữa. Đây. Mặc đồ đó. Rất là nhá nhí nhỏ. Tới để chúc mừng sinh nhật mày. Cũng như mọi năm, năm mới tuổi mới phát tài, phát lộc, kiếm được nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền, trả nợ, trả hết nợ thì chuột áo phải bảo kê bọn tao qua bến. Bảo kê bọn tao qua bến chơi. Nói chung giờ là 6 giờ rồi đúng không? Tao đi từ 4 giờ kém 10. Tôi nói là 4 giờ 20. Và 5 giờ 20 thì cái con này nó mới tới. Bắt tao với con gào đứng ngoài đường chờ 1 tiếng đồng hồ. Mày thấy cái mặt nó có được không? Và tao nhớ thì năm nào thì tao cũng phải chờ nó hết. Lần nào đi chơi tao cũng chờ nó ngây ngất luôn. Tới nơi thì cái mặt nó như cái con khùng đó. Xong nó kêu nó mua bánh kem cho mày. Và tới nơi không có cái gì hết. Thế là tao phải đi nửa tiếng mới mua được cái bánh kem. Đây, để tao quay cái bánh kem cho mày nha. Tên bánh kem đây. Đó. Tao đi nửa tiếng mới mua được đến là mấy thì đó là bánh kem to. Bánh kem to ha. Ờ, mày cho mẹ cũng được. Rồi, thổi nến nha. Ở bến thì chắc cũng là đang thổi nến rồi đúng không? Nhưng bây giờ còn tao thổi nến cho mày tiếp nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Ước đi, mày ước đi. Mày ước đi, mà tao thổi giùm cho. Để gạo ước nha. Thổi nào, bé gạo buồn ngủ hả? Bé gạo buồn ngủ nè. Hai, ba. Rồi, chúc mừng sinh nhật nha. Rồi. Hồi nãy mày gọi điện nhưng mà tao nói tao đang ngủ. Bởi vì làm sao mà nói được là đang đi làm sinh nhật cho mày đúng không? Lồ hết. Thôi nha, con đấy nó sáng giờ nó chưa có ăn cái gì hết á. Để cho nó ăn miếng nha. Mày nhớ cái mặt nó đi chạy 1 tiếng bắt tụi tao ngồi đợi ghế nhớ ngày này nha con. Con. Bye bye nha, sinh nhật vui vẻ nha. À đi ăn ngủ kìa. À đi rồi gì canh cho. À gì? À rồi cho nè. À nè. À mau à. À em à. Quay nó quay cái bánh. À đi. À cho nó bánh không à. Đó, giỏi quá. Bye bye nha. Bye bye chị Ngô. Bye bye.